Tập 13. Tôi là phản cách mạng. Tôi là phản cách mạng. Phó chính ủy Jack. Tất cả im miệng cho ta. Phó chính ủy Jack. Đồng chí Lý Bình Sơn là tổng chỉ huy của đội ngũ chúng ta. Đội ngũ chúng ta lớn như vậy, lúc nào cũng đối phó với sự dây bắt chặn đường của quân địch. Không có tổng chỉ huy thì chúng ta làm thế nào đi? Tôi cũng đang định nói chuyện này. Sư đoàn độc lập của chúng ta lập tức thành lập tổ ủy viên quân sự, toàn quyền phụ trách tất cả hành động quân sự của sư đoàn độc lập. Thành viên chính có tôi, cậu, đồng chí Ngô Quốc Trung, đồng chí Tào Lệ Quân. Thủ trưởng tôi, đồng chí Tào Lệ Quân, cô là thành viên của đảng, đảng sắp xếp cho cô làm gì thì cô cứ chấp hành đi. Sau đây tôi tiếp tục công bố thông báo về nhiệm vụ. Tổ trưởng tổ quân sự do đồng chí Dương Hán Giang đảm nhiệm. Tôi sẽ đảm nhiệm vị trí phó tổ trưởng. Đồng chí Hán Giang, cậu đồng ý không? Tôi đồng ý hay không thì có tác dụng gì? Tôi trịnh trọng tuyên bố, sư đoàn trưởng của sư đoàn độc lập tạm thời sẽ do đồng chí Lưu Độc La đảm nhiệm. Vì vậy đồng chí Lưu Độc La cũng là thành viên của tổ quân sự. Đồng chí Lưu Độc La thật sự là một đồng chí tốt, nhưng mà là một sư đoàn trưởng, tôi thấy cậu ấy vẫn cần phải rèn luyện thêm. Dương chính ủy, chuyện này cấp trên đã quyết định rồi, cậu cũng không cần phải kiên trì nữa. Được rồi, tan hợp. Báo cáo sư đoàn trưởng. Kính phó ủy Trác, mời ngài tới sư đoàn. Tôi không phải sư đoàn trưởng. Sư đoàn trưởng ở bên kia. Hai người là người mới sao? Sao phù hiệu lại màu xanh? Xin hỏi ngài là Lưu Đồng La sao? Đúng. Người mà chúng tôi tìm là ngài, sư đoàn trưởng Lưu. Mời ngài đi theo chúng tôi. Phó chính ủy Trác, mời ngài. Phó chính ủy Trác mới tới à? Ngài cứ đi thì sẽ biết thôi. Sư đoàn trưởng, bọn họ mời ngài tới sư đoàn. Sư đoàn trưởng. Sư đoàn trưởng. Sư đoàn trưởng. Sư đoàn trưởng đi đâu rồi? Đồng chí Dương Hán Giang, tại sao lại không tới họp? Chính ủy không được khỏe nên nhờ tôi xin nghỉ hộ. Tôi thấy trong lòng cậu ta không thoải mái. Hội nghị đầu tiên đã lấy cớ bị bệnh nên không tới tham gia. Vậy được, chúng ta họp thôi. Bây giờ tôi đại diện cho chi nhánh Hồ Bắc, Hà Nam, An Quy, chính thức tuyên bố một nghị quyết. Chính ủy sư đoàn độc lập đồng chí Dương Hán Giang, trong thời kỳ Bắc Phạt, đảng viên hệ quốc dân đảng, nhằm bảo vệ sức chiến đấu và tính thuần khiết của đội ngũ chúng ta, từ nay trở đi tước hết mọi chức vụ, tiếp tục phê bình, chỉ dạy, nhằm tạo nên sự thay đổi về mặt tư tưởng. Ngày nào đồng chí này không tiếp nhận cải tạo thì sẽ không được khôi phục lại chức vụ này. Lão Trương, có nhìn thấy sư đoàn trưởng không? Sư đoàn trưởng Lưu, phó chính ủy Trác đang đợi ngài. Mau đi thôi.
báo cáo. Là đồng chí Lưu Đồng La phải không? Thưa thủ trưởng, đúng. Đồng chí Lưu Đồng La, tôi nghe danh cậu đã lâu. Đồng La, đây là đồng chí Trác Nghiệp Binh, phó chính ủy sư đoàn độc lập mới nhậm chức, đặc biệt được điều tới sư đoàn chúng ta để chỉnh đốn đội ngũ. Phó chính ủy Trác, vậy là ngài chính là Khâm Sai Đại Thần sao? Tôi cũng không phải Khâm Sai Đại Thần gì cả. Tôi là chi cục trung ương, đều tới đây hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Mời ngồi. Dân Trung đoàn trưởng Ngô. Đồng chí Lưu Đồng La uống nước đi. Cảm ơn. Cậu chính là anh hùng chiến đấu của toàn quân chúng ta. Rót cho cậu chén nước này cũng xem như thành ý của tôi dành cho cậu. Đồng La, anh vẫn chưa biết sao? Anh đã được cánh quân trao tặng danh hiệu anh hùng chiến đấu. Anh hùng chiến đấu sao? Đúng. Cậu đã tận dụng cơ hội rèn luyện này, công chiếm thành Hồng An cho quân ta, mở ra bước đột phá lớn, thể hiện được tinh thần cách mạng gan dạ, vừa thể hiện được trí tuệ cách mạng cao siêu. Câu chuyện tiến bộ như vậy, sao chúng tôi có thể không truyền ra khắp toàn quân chứ? Tôi đã nói mà, chẳng phải là chiếc máy bay cũ thôi sao? Sao có thể quan trọng bằng tính mạng các chiến sĩ của chúng ta? Đồng chí Lưu Đồng La, cậu có suy nghĩ nào muốn nói nữa thì cứ nói. Cũng không có gì. Lúc đó là gì? Tình hình tấn công vô cùng cấp bách, tôi nhất thời vội vã nên không kịp báo cáo cấp trên. Vì vậy đã tự ý trưng dụng chiếc máy bay đó. Trưng dụng? Anh là ai chứ? Quân đoàn trưởng, trung ương đảng anh. Đến sư đoàn trưởng còn không có quyền lực này. Đồng chí Ngô Quốc Trung, cậu không được nói lúc này. Để đồng chí Lưu Đồng La nói xong đã. Đúng, cậu hiểu gì chứ? Nhưng mà thật không ngờ, vừa mới công chiếm được thành này thì sư đoàn trưởng lại tự nhốt mình rồi. Nghe nói xem, có là gì đi nữa, công lao lớn như vậy thì nên ban thưởng mới đúng chứ. Sao có thể để ông ấy đợi bị phê bình chứ? Lưu Đồng La, cậu bớt làm người tốt ở đây đi. Sư đoàn trưởng tự nhốt mình, chẳng phải là ông ấy muốn thay cậu chịu tội sao? Đừng kéo tôi. Kéo tôi làm gì? Chính ủy sư đoàn trưởng đối xử với cậu ra sao trong lòng cậu còn chưa rõ à? Bây giờ cấp trên điều thủ trưởng tới điều tra chuyện này, cậu lại nói những lời như vậy, trong lòng cậu có hổ thẹn không? Hôm nay cậu uống phải thuốc rồi, cái gì mà hổ thẹn hay không chứ? Tôi nói thật mà, sự thật cái gì? Tôi vẫn luôn cho rằng cậu cũng được xem là một hảo hán, nhưng thật ra cậu chỉ nói một đằng làm một nẻo. Cậu nói cậu là cái gì? Nhìn lại bản thân cậu xem, cậu chính là gian thần mũi trắng trong vở kịch, luôn có ý kiến với chính ủy sư đoàn trưởng. Tiểu tử cậu mà giỏi thì nói thẳng ra đi, nếu như cậu không phục ai thì chúng ta súng thật đau thật mà xử. Lưu Đồng La, mau bỏ súng xuống, đều là đồng chí với nhau mà, làm gì vậy? Cậu dám ăn nói với lão tử như vậy à? Lão tử sẽ bắn chết cậu. Đồng La, được, tốt lắm, thực sự sẽ đổ máu đúng không? Sao lúc nãy cậu khe khẽ nhẹ nhàng giống như đàn bà vậy? Bắn chết tôi đi. Bắn đi. Đánh, đánh chết tôi sẽ là hảo hán. Hỗn sực. Lưu Đồng La, bỏ súng xuống. Người đâu? Có. Dẫn đồng chí Ngô Quốc Trung ra ngoài. Dừng. Tôi tự đi. Trung đoàn trưởng Ngô, chào đồng chí Lưu Đồng La, ngồi xuống. Mời ngồi. Tình hình là như gì? Vị trí của sư đoàn trưởng, sư đoàn độc lập vẫn còn trống. Quân khu đã chính thức hạ lệnh tín nhiệm cậu đảm nhiệm chức vụ sư đoàn trưởng. Tôi đảm nhiệm sư đoàn trưởng. Vậy sư đoàn trưởng ở đâu? Đồng chí Lý Bình Sơn vẫn còn đang tiếp nhận cách ly thẩm tra, không thể chủ trì công việc. Chính ủy Trác, chẳng phải ngài nói chuyện máy bay đã giải quyết rồi sao? Đồng chí Lý Bình Sơn không chỉ đơn giản vì chuyện này thôi đâu. Chuyện của cậu ấy cậu không cần hỏi nữa. Hôm nay chúng ta chủ yếu là nói tới chuyện của cậu. Sư đoàn trưởng Lý, anh ấy, sao tôi lại thấy mông lung quá? Đồng La, bảo anh làm thì anh cứ làm đi.
Được, ngày mai sư đoàn độc lập sẽ mở một đại hội báo cáo chiến tích chiến đấu anh hùng, để tất cả mọi người trong sư đoàn độc lập biết chiến tích của cậu. Rõ. Trung đoàn trưởng, cuối cùng cũng gặp anh rồi. Vết thương của anh đỡ hơn chưa? Anh thăng chức rồi, anh làm sư đoàn trưởng rồi. Được rồi. Sư đoàn trưởng Lưu, anh cũng lợi hại đấy. Mới lập được công lao đã được thăng chức rồi. Anh khá lắm. Công tử, cậu bớt nói về cậu đi. Đầu tôi sắp nổ tung rồi. Vậy thì không được. Em thèm đỏ mắt. Thấy được anh thăng chức, em phải nói vài câu chứ. Tôi mệnh lệnh cậu im miệng đi. Sao? Làm quan rồi thì mệnh miệng à? Phải không? Em cũng không phải loại người dùng thủ đoạn đâu. Nếu không thì còn làm chức to hơn anh nữa. Được, cậu chức to hơn. Cậu là tổng tư lệnh là được chứ gì. Đầu óc kiểu gì vậy? Bổ nhiệm nhân sự cái gì chứ? Cái gì mà đầu óc kiểu gì? Thật không ngờ rằng anh lại ham hư vinh như vậy. Thăng chức thì thăng chức thôi, có cái thá gì đâu. Sớm muộn cũng có ngày em cũng đánh thắng trận, khiến cấp trên phải thăng chức cho em. Đến lúc đó khắp mọi nơi đều có thể nghe thấy. Em mới không giấu giấu giếm giếm giống như anh. Người anh em của tôi, vậy thì cố gắng đi nào. Chuyện này tôi không thể lời một lời hai mà nói rõ được. Em mới không nói rõ ràng với anh. Sau này cách xa em ra, để anh đỡ chướng mắt. Anh công tử, hai người từ từ nói, đừng vội mà. Chị Phương Lôi đâu? Ở trong phòng. Anh tìm chị em làm gì? Báo tin tốt à? Đi đi. Đừng đi theo tôi. Được rồi, đừng làm loạn nữa mà. Chị Phương Lô, chị đang làm gì? Đồng La, thu dọn đồ đạc đi. Đi đâu? Đi đâu cũng được. Chúng ta đi Vũ Hán, về núi Lão Quân, về quê làm ruộng cũng được. Chị Phương Lô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu nghĩ mà xem, xảy ra bao nhiêu chuyện. Chính ủy và sư đoàn trưởng đều đã bị bắt rồi. Cậu trở thành sư đoàn trưởng, cậu thấy bình thường sao? Không bình thường, em cũng thấy kỳ. Em tưởng phó chính ủy gì đó tới là để đòi lại công bằng cho sư đoàn trưởng. Không ngờ ông ấy lại lôi em vào, không để em thay vị trí của sư đoàn trưởng. Nếu cậu không làm sư đoàn trưởng này thì chị không lo lắng. Nhưng mà bây giờ em làm sư đoàn trưởng thì chị lại cảm thấy lo. Tại sao? Cậu không nghĩ xem, lần này cậu xảy ra chuyện đều có sư đoàn trưởng và chính ủy giúp đỡ. Bây giờ bọn họ không ở đây thì ai giúp cậu? Vậy thì em càng không phải đi. Trước đây sư đoàn trưởng, chính ủy bảo vệ em, bây giờ bọn họ gặp khó khăn thì em phải bảo vệ lại. Chị thà để em chết trên chiến trường, chị cũng không muốn em chết vì chuyện này. Chị xem em là ai? Đồng La. Chị Phương Lôi nói đúng đấy. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, anh tuyệt đối không được kích động. Hôm nay Ngô Quốc Trung đó bị làm sao vậy? Cậu ấy không bị làm sao, cậu ấy đang bảo vệ cậu. Bảo vệ? Lúc đó cậu ấy chỉ có thể dùng cách này để gây nhiễu cuộc nói chuyện của cậu và chính ủy Trác. Nếu cậu ấy không làm vậy, tôi thực sự không dám tưởng cậu có thể nói ra những lời như vậy. Nếu như chúng tôi nói thì đã bị bọn họ bắt, nhưng hậu quả của sư đoàn trưởng và chính ủy thì không dám tưởng tượng. Lệ Quân nói đúng. Cô nói xem, hôm nay đã trách nhầm Ngô Quốc Trung rồi. Vậy sư đoàn trưởng và chính ủy, rốt cuộc họ đã phạm sai lầm gì? Tại sao lại thẩm tra? Tôi cũng không biết, nhưng mà tôi nghe nói bây giờ đang điều tra. Tôi nói cậu nghe, việc điều tra không có lý do mới là đáng sợ. Cô chẳng phải là người của nhóm đó gì chứ? Bọn họ nói với cô gì? Sao họ có thể nói với tôi tình hình cụ thể được? Nhưng mà theo tôi đoán, có khả năng thân phận địa chủ của sư đoàn trưởng đã gây rắc rối cho anh ấy. Chuyện này liên quan gì tới xuất thân chứ? Mọi người đừng gấp. Gần đây tôi nghe nói, Trung ương thực sự có chỉ thị, nói là muốn chỉnh đốn đội ngũ, nhưng mà không biết sao lại làm chuyện nghiêm trọng như vậy. Vì vậy sau này chúng ta nói năng làm việc nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là cậu, nói năng phải chú ý một chút. Các nghiệp bên đó rốt cuộc là gì chứ? Sao ông ta lại có quyền lực như vậy? Tôi chỉ biết ông ấy là do Cục Bảo vệ Chính trị Trung ương phái, là thành viên quốc tế cộng sản, đi du học ở Liên Xô, được điều tới thẩm tra các lãnh đạo cấp cao. Nhưng mà thật sự không thể giả được, đồ giả không thể thật được. Tôi vẫn tin tưởng Trung ương.
Sao lại phức tạp như vậy chứ? Dứt khoát cứu sư đoàn trưởng và chính ủy ra chẳng phải là được rồi sao? Động là cách này của cậu không được. Vào lúc này càng phải giữ bình tĩnh. Vậy cũng không thể không làm gì chứ. Chuyện quan trọng bây giờ chính là làm tốt công việc sư đoàn trưởng của cậu. Bây giờ thân phận của cậu chính là bùa hộ mệnh của sư đoàn trưởng và chính ủy. Lệ Quân nói rất đúng. Được, vậy tôi thăm sư đoàn trưởng và chính ủy trước đã. Sư đoàn trưởng. Sư đoàn trưởng xin dừng bước. Đây là trọng địa quân sự. Đã có lệnh cấp trên, không có lệnh không ai được ra vào. Sư đoàn trưởng cũng không có quyền vào sao? Phó chính ủy Trác đã dặn rồi. Lần này sư đoàn trưởng tới là để phê bình dạy dỗ đồng chí Lý Bình Sơn, cũng là để cho công tác điều tra sau này được dễ dàng. Đây là công tác trọng điểm của tổ chỉ huy. Đồng chí Tào Lệ Quân, cô cũng vào để ghi chép. Rõ. Mở cửa. Đồng chí Lý Bình Sơn, Đồng La, đồng chí Dương Hán Giang. Giác ngộ chính trị của hai người đi đâu cả rồi? Hai người đi ra cửa ngoài kia. Không có mệnh lệnh của ta thì không ai được vào. Rõ. Đồng chí Lý Bình Sơn. Có. Vấn đề của ông rất nghiêm trọng. Ông nói trước đi. Đồng chí Tào Lệ Quân, cô có thể ghi chép lại. Rõ. Đi rồi. Cậu ấy à, là Trác Nghiệp Bình cho hai người tới à? Không phải, là Lưu Đồng La muốn tới gặp hai người. Tôi nói tiểu tử nhà cậu, dám hét trước mặt tôi, chẳng phải là tôi đang diễn kịch sao? Trước đây tôi còn lo lắng cho cậu nữa, sợ Lưu Đồng La cậu ấy chướng mắt lại muốn phạm sai lầm. Không ngờ cậu lại còn có chút đầu óc chính trị đấy. Tôi làm gì có đầu óc chính trị chứ? Nếu không phải Lệ Quân nhắc nhở, suýt chút nữa tôi đã bắn chết trung đoàn trưởng Ngô rồi. Tốt lắm. Bây giờ có đồng chí Lệ Quân bên cạnh cậu, có thể nhắc nhở cậu thường xuyên, tôi cũng yên tâm rồi. Sư đoàn trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đồng La, những chuyện không nên hỏi, cậu đừng hỏi. Cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình. Việc của tôi, việc của tôi gì chứ? Sư đoàn trưởng thay thế. Tôi làm gì biết làm sư đoàn trưởng gì gì đó chứ? Chẳng phải cậu từng làm đại dương núi sao? Đúng, làm chứ. Nhất định phải làm. Cậu biết làm cho dù cậu diễn cũng phải diễn thật tốt. Diễn cho tốt à? Tôi nói cậu nghe, bây giờ nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu chính là bảo vệ tốt cho đội ngũ của chúng ta, bảo vệ tốt các đồng chí của chúng ta. Nhớ, không được để xảy ra sai sót. Nghiêm trọng vậy à? Đồng La, người xưa có câu: tích thủ thành sơn, phong vũ hưng yên. Tích thủy thành uyên, giao long sinh yên. Trên thế giới này, bất cứ chuyện vui nào đều sinh ra rồi phát triển, nhất định cũng sẽ có quá trình ngược lại của nó. Cách mạng của chúng ta bây giờ đang trong giai đoạn phát triển khó khăn. Phải kiên trì, sai lầm nhất định phải được sửa chữa. Nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta tuyệt đối không được mắc sai lầm cơ bản nhất. Công cuộc tiêu diệt lần này, tổng tài đã điều tra hàng triệu hùng binh. Bộ chúng ta sử dụng biện pháp đánh lâu dài và chiến lược tác chiến mới của chủ nghĩa công sự. Bộ chúng ta thuộc quân đường bộ do tổng tư lệnh Hà cai quản. Quân đường bộ gồm 14 sư đoàn, 3 lữ đoàn và 5 đoàn bảo an, lần lượt phụ trách Hồ Nam, Giang Tây, Hồ Bắc và Phúc Kiên, tiến hành bao vây các khu vực này. Ngoài ra, không quân cũng sẽ phái 5 trung đội phối hợp với quân đội tiến hành hợp đồng tác chiến. Hơn nữa, tác chiến lần này là lần đầu tiên quân ta dùng hợp đồng tác chiến. Tổng tài cũng rất hy vọng, tuyệt đối không được để sót tên cướp đỏ nào.
Các vị, tôi phải nói lời tàn ác trước. Tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai xảy ra một sơ suất nào cả. Nếu không, Lưu Mẫu tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Rõ. Trang bị không đủ mà. Mọi người trật tự nào. Từng người nói một. Được rồi, sư đoàn trưởng Lưu. Trang bị của đoàn chúng ta. Đúng. Sư đoàn trưởng vậy bổ nhiệm ai? Không, vấn đề này. Chuyện bổ sung cậu cứ nói. Bây giờ chúng ta thực sự không còn nhiều vũ khí. Chuyện trang bị hôm khác nói. Như vậy đi. Vậy chuyện của chúng tôi thì sao? Được rồi. Mọi người có chuyện gì hôm sau thì nói. Về đi. Cứ về trước đi. Tôi mệnh lệnh các cậu có chuyện gì thì để ngày mai nói. Đi đi. Thật là. Vậy thì phải làm sao? Giải quyết thế nào đây? Hồng Diêu, bài phát biểu tôi bảo cậu viết cho tôi đâu? Hình như là để trên bàn mà. Để tôi tìm xem. Chắc là ở đây rồi. Tôi phải xem. Lần này có thể đánh vào thành Hồng An. Cũng may là có Lưu Đồng La ngồi trên máy bay ném đạn xuống. Lưu Đồng La thần thông quảng đại, làm Nhĩ Lăng Thần hạ phàm. Lần này sư đoàn trưởng Lưu quay quá. Tất cả các quân đoàn đều treo băng rôn khẩu hiệu. Tôi cũng muốn học tập cậu ấy, làm anh hùng chiến đấu. Lưu Đồng La đánh trận không chỉ có gan dạ, mà còn có đầu óc. Đi theo cậu ấy, muốn không thắng trận cũng khó. Chuẩn bị xong rồi, chuẩn bị bắt đầu nhé. Mau lên. Mau lên. Mau. Lão Ngô, chuyện lần trước tôi xin lỗi nhé. Công tử. Đồng chí công tử. Chuẩn bị đi xem mắt à? Đeo bông hoa to tướng gì? Em cũng không để chị em gả cho anh đâu. Anh nói linh tinh là họ cứ bắt anh phải đeo. Đúng rồi, hôm nay anh là anh hùng chiến đấu. Vậy thì phải đeo rồi. Nói gì vậy, cái gì mà anh hùng chiến đấu chứ? Sao anh lại không phải? Sư đoàn trưởng chính ủy đó cũng bị anh lật đổ rồi. Nói cho hay vào nhé. Thật là ngốc. Không nhìn ra lão tử đang diễn kịch sao? Các đồng chí, hôm nay chúng ta mở đại hội này để kể về chiến tích của anh hùng chiến đấu Lưu Đồng La, hiệu triệu tất cả trên dưới toàn sư đoàn, học tập tinh thần cách mạng không sợ chết của cậu ấy, tinh thần dũng cảm tiến lên phía trước. Tiếp theo, mời sư đoàn trưởng thay thế của sư đoàn độc lập, đồng chí Lưu Đồng La lên bục phát biểu. Xin mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí, kính thưa các vị chiến hữu, có thể mọi người đều quen Lưu Đồng La tôi. Cũng biết ban đầu tôi chỉ là thổ phỉ trên núi Lão Quân. Nhưng bây giờ tôi là một chiến sĩ Hồng Quân Quang Vinh. Tuy tôi là sư đoàn trưởng thay thế, nhưng mà tôi cũng giống như mọi người, vẫn là một chiến sĩ bình thường trong đội ngũ này. Mọi người nói tôi là anh hùng chiến đấu. Thực ra tôi không phải là anh hùng chiến đấu gì cả. Anh hùng chiến đấu thực sự chính là các chiến hữu đã tử trận trên chiến trường. Anh hùng chiến đấu thực sự chính là những người vì đại nghĩa cách mạng mà chịu nhục chịu khổ. Chị, tiểu tử này còn học được nói khiêm tốn nữa. Công tử, em không hiểu gì hết. Sao vậy? Bảo tôi nói gì mà kinh nghiệm chiến đấu thì lão tử cũng không nói ra được đạo lý đẹp đẽ gì cả. Lão tử chỉ biết chúng ta đánh trận là vì cái gì, là không vì cái gì cả. Chúng ta đánh trận không phải là để làm anh hùng chiến đấu gì đó.
mà cũng không phải làm sư đoàn trưởng, sư đoàn trưởng gì cả, càng không phải để đánh đổ những đồng chí đã đồng hành với mình. Chúng ta đánh trận là vì cái gì? Là vì đánh đổ thổ hào, đã đảo phái phản động quân Việt. Là vì muốn 400 triệu người dân Trung Quốc có cuộc sống tốt đẹp. Hay, hay. Lưu Đồng La lại mắc phải sai lầm. Người đâu? Có. Không được động đậy. Tránh ra. Chẳng phải chỉ đánh vào thành Hoàng An nhỏ bé thôi sao? Lại còn dùng tất cả máy bay. Đây được xem là giết chim còn dùng dao mổ. Cũng không đến mức đó chứ. Tuy nói là hành động lớn một chút, nhưng mà lại có thể nhìn ra tổng tài đã hạ quyết tâm, muốn giết cùng diệt tận cả Hồng quân và thổ phỉ. Tình hình này, đợi bộ đội chúng ta tới thì thành Hoàng An đã bị san bằng rồi. Lại còn chúng ta tới làm gì nữa? Nhạt nhẽo. Nghe cậu nói câu đó, cứ như là cậu đã đánh thắng vài trận rồi. Được thôi, nếu cậu thật sự có bản lĩnh như vậy, tôi sẽ thêm trung đoàn 51-52. Thăng cậu làm bộ đội, cậu đi giành lại Hoàng An đi. Được, chú hai. Chú yên tâm, chỉ cần cháu ra tay, tuyệt đối sẽ không kém Đới Tuệ Bình. Đa tạ sư tọa cất nhắc. Chút lòng dạ như vậy có thể thành công sao? Sư tọa, Kim Sơn chắc chắn rồi, không sai được. Ngài lo nhiều quá rồi. Ta sợ nó chết rồi thì thấy có lỗi với người cha đã chết của nó. Vậy ngài nên cho cậu ta nhiều cơ hội, để cậu ta lên chiến trường rèn luyện nhiều thì sẽ ổn thôi. Ta cho nó cơ hội thì coi như là đưa nó vào chỗ chết rồi. Sư tọa, lần dây bắt này đảng quốc cũng dùng lực lượng lớn. Bên trên có máy bay yểm hộ, bên dưới có đại quân áp chế. Ngài nắm chắc phần thắng rồi. Cứ yên tâm để cậu ta đi đi. Đồng Lan xem ở đây, với cả ở đây nữa, báo cáo kẻ địch đang dây quanh chúng ta. Chính Nam, Đông Nam và Tây Nam. Báo cáo, kho lương thực bốc cháy, bây giờ đang tổ chức dập lửa. Báo cáo, Trường Thành bị phá hỏng một lỗ. Được rồi, mọi người đừng quản nào. Chị Vương Lôi, Lệ Vương, hai người với đội y tế dẫn người bị thương và nhân dân ra khỏi thành. Mang tất cả thuốc và khí giới đi theo. Bảo vệ tốt, tuyệt đối không thể bị phá hỏng. Được. Trung đoàn trưởng 1, trung đoàn trưởng 2, lập tức tổ chức bộ đội tiến hành liên kết ngăn kẻ địch ở ngoài thành. Đợi đã, để tôi xem đã. Có nên tổ chức nhân dân lập tức tu sửa gấp tường thành không? Sao các cậu còn chưa đi? Không nghe thấy gì à? Rốt cuộc là phòng ngự hay là tu sửa? Hai chuyện này đều phải làm, không được bỏ lỡ việc nào. Ông câm miệng cho tôi. Sư đoàn trưởng Lưu, cậu nói cái gì? Tiểu lão đại, có. Mau đi cứu sư đoàn trưởng và chính ủy. Đợi đã, sư đoàn trưởng Lưu, cậu đang làm cái gì? Thả người. Tình hình bây giờ tôi không chỉ huy quân được, tôi muốn giáo quyền chỉ huy, trả lại sư đoàn trưởng và chính ủy. Bọn họ đang tiếp nhận thẩm tra. Đã lúc nào rồi mà còn thẩm tra? Tiểu lão đại, mau đi đi. Nếu ai dám ngăn cản cậu, tôi sẽ bắn chết hắn. Xảy ra chuyện gì, tôi chịu trách nhiệm. Rõ. Lưu Đồng La, bây giờ tôi đang chấp hành nhiệm vụ chính trị. Còn tôi đang chấp hành nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người. Nghe mệnh lệnh của tôi, sư bộ vội vàng rút lui. Trung đoàn trưởng An, có. Đi xem kẻ địch nào đã đến. Rõ. Lưu Đồng La, cậu muốn rút lui sao? Phí lời, lão tử dùng huấn luyện đã giành được thành Hồng An. Hôm nay bọn khốn đó đem mấy chục chiếc máy bay ném bơm.
Ông cho rằng có thể bảo vệ được sao? Tôi không đồng ý rút lui. Là phó chính ủy, tôi có quyền lực phản đối bố trí quân sự. Bây giờ tôi là sư đoàn trưởng, tôi có quyền bảo phó chính ủy ông câm miệng lại. Cậu, nếu ông có đủ kiên nhẫn thì ra khỏi thành mà chiến đấu với chúng đi. Chiến đấu ở trong chuồng này có bản lĩnh gì chứ? Cậu đang công khai phản kháng tổ chức. Bớt dọa tôi đi. Người là tôi thả ra, đội ngũ tôi cũng lôi kéo rồi. Sau này chúng ta lên trình bày với cấp trên, đến lúc đó muốn bắn tôi cũng chịu. Được, hay cho Lưu Đồng La. Người đâu? Có. Trói Lưu Đồng La lại cho tôi. Rõ. Tôi xem ai dám động vào. Phương công tử, cậu là Hồng Quân, không được vì nghĩa khí anh em mà làm loạn. Ai nói Hồng Quân không thể có nghĩa khí chứ? Nếu không có nghĩa khí thì chẳng phải là súc sinh sao? Cậu, thu hết súng của các anh em, có quy hiệu xanh cho tôi. Rõ. Lưu Đồng La, cậu, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Dẫn theo cả phó chính ủy Trác đi. Rõ. Lưu Đồng La, Phương công tử, hai người không phải là Hồng Quân, hai người là thổ phỉ. Hai người có biết hậu quả khi làm như vậy không? Nào, Quốc dân đảng đã đến đây rồi. Nhị doanh có. Dẫn người trấn thủ Cao Kiểu ngoài Tây Thành, đó là con đường duy nhất để xuất thành. Nếu như bọn họ phá được dòng dây thì chắc chắn là đi được. Phải giải quyết đánh cho ta. Nếu dám bỏ sót tên nào thì mang đầu tới gặp ta. Rõ. Tam doanh có. Dẫn người ra ngoài thành mai phục. Nếu như có người chạy thoát ra thì không được đánh. Đợi sau khi chúng chạy thoát ra hết đã thì tiếp tục đuổi đánh. Cùng với trung đoàn 51 tạo thế đánh gọn kịp. Đến lúc đó bọn chúng cho dù có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát. Rõ. Đoàn tọa, vậy chúng ta, cậu có thể động não một chút được không? Cậu nói chúng ta nên làm gì sao? Tất nhiên là tấn công rồi. Vẻ đẹp khi dây thành cờ sao có thể tặng cho người khác được chứ? Trung đoàn trưởng Lưu Cao Minh, vậy khi nào chúng ta tấn công vào thành? Không vội. Đợi mấy con chim trên trời kia đẻ đủ trứng đã đi rồi nói. Sư đoàn trưởng, tình hình sao rồi? Đồng La, chính ủy, có mấy chiếc máy bay thả bom xuống thành Hồng An. Phó chính ủy Trác đâu? Tôi đã cho người kéo ông ấy đi rồi. Rút lui trước. Được rồi. Sao cậu lại lôi ông ấy đi chứ? Ông ấy không đi tôi cũng phải lôi. Không phải cậu lôi ông ấy đi mà cậu trói ông ấy đi, phải không? Sư đoàn trưởng, đã đến nước này rồi, tôi không kéo đi thì cũng không còn cách. Ông ấy ở đây tôi không chỉ huy được. Lưu Đồng La, cậu, Bình Sơn chuyện đã như vậy rồi thì chúng ta cứ đâm lao theo lao. Đúng. Dù sao bây giờ chúng ta cũng chẳng còn đường lui nữa rồi. Nói ngắn gọn, tình hình bây giờ thế nào? Tình hình không ổn. Có lương thực bị ném bom, tường thành phía đông cũng bị phá hỏng, máy bay vẫn tiếp tục ném bom. Dòng dây kẻ địch cũng càng ngày càng gần. Xem ra lần này bọn chúng muốn nuốt trọn chúng ta. Tôi nói Hán Giang, tình hình hiện nay lực lượng của chúng ta kém địch rất lớn, tuyệt đối không thể liều mạng với chúng, chỉ có thể rút lui. Sư đoàn trưởng, để tôi ở lại yểm hộ, tôi có kinh nghiệm. Anh thôi đi, anh có thể có kinh nghiệm gì chứ? Sẽ chút nữa hại chết sư đoàn trưởng của tôi rồi. Sư đoàn trưởng, nhiệm vụ lần trước tôi chưa đánh trận, lần này để tôi đi. Được rồi, được rồi, cứ giao cho tôi. Các cậu đừng tranh nhau nữa. Lão Lý à, tôi là cán bộ quân sự, nghe tôi đi. Được rồi lão Lý. Cấp trên đang điều tra chúng ta, điều này sẽ không có kết quả nhanh chóng. Tôi cũng rất muốn có cơ hội chứng minh sự trong sạch của mình. Cứ để tôi ích kỷ một lần, cho tôi cơ hội tốt đi. Hán Giang, bình thường chiến đấu quên mình, nhưng tình thế quốc gia cấp bách. Nhưng mà để ông một mình, tôi... Sư đoàn trưởng, tôi là binh mà chính ủy dạy dỗ nên. Tôi thỉnh cầu ở lại để yểm hộ. Báo cáo sư đoàn trưởng, ba người trung đoàn tiền trạm của kẻ địch từ hướng nam đã tới. Sẽ đánh tới nhanh thôi. Lão Lý, cứ để trung đoàn trưởng ba ở lại đi. Mọi người mau rút lui, tuyệt đối không được để Trác Nghiệp Binh có bất kỳ sơ suất gì. Yên tâm, tôi sẽ không để ông ta có chuyện gì đâu.
Mọi người yên tâm rút lui. Được, bảo trọng. Bảo trọng. Đi thôi. Bảo trọng, gặp lại sau. Gặp lại sau. Rút. Mau lên. Chuyển đồ đi đi. Đừng để rơi đồ. Cẩn thận. Mau lên. Đi theo tôi. Mau lên, để đồ lên xe đi. Đưa đồ cho tôi. Mau lên. Mau lên nào. Người phía sau đi theo. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Mau đi thôi. Mau đi theo, mau lên. Hiểu rồi, hiểu rồi. Cậu ấy nói gì? Nói sư đoàn trưởng bảo chị đưa mọi người đi trước. Mau lên. Mọi người mau lên. Chú ý an toàn. Chính ủy, đại bộ đội của ta đã xuất thành rồi. Đi về phía núi Đại Việt. Bây giờ bộ đội của kẻ địch vẫn chưa phát động tổng tấn công. Tôi dự đoán kẻ địch là muốn ỷ lại vào máy bay trên trời. Nếu như bọn chúng gấp rút tấn công, e rằng chúng ta chẳng có chút thời gian. Được. Nếu như chúng đã cho chúng ta thời gian để rút lui, thì chúng ta để bộ đội tranh thủ thêm chút thời gian. Chính ủy. Chính ủy, phía trước phát hiện kẻ địch. Bảo mọi người chuẩn bị chiến đấu. Rõ. Chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Mau lên. Báo cáo, bọn chúng đã bắt đầu rút lui về phía cửa Tây, bước vào thế kiềm gọng của ta. Đầm tọa, quả nhiên mọi thứ đều như trong kế hoạch của anh. Anh đúng liệu diệt như thần. Còn một đám phòng ngự phía sau. Đi đi, rõ. Việc này nói lên điều gì? Việc này nói lên rằng bọn chúng đã từ bỏ triệt để rồi. Bắt đầu dễ chết rồi. Truyền lệnh, bảo nhiệm danh phụ trách chặn đánh. Chúng ta chuẩn bị tấn công vào thành. Rõ. Đồng chí Trác Nghiệp Binh, có gì muốn nói thì cứ nói. Đồng chí Lý Bình Sơn, ông xem bộ đội của chúng ta.
Có chút gì mang tính cách mạng giai cấp vô sản không? Kẻ địch nổ pháo, việc họ làm không phải là trấn thủ địa trận mà là rút lui. Đây chẳng phải là chủ nghĩa chạy trốn điển hình thì là cái gì? Xem ra vẫn nên tăng cường lực chỉnh đốn. Đồng chí Trác Nghiệp Bình, ông quá là chủ nghĩa giáo điều rồi. Ông lẽ nào ông chưa từng đọc Cách Dụng Binh của Tôn Tử sao? Địch nhiều chỉ có thể phần ra, số ít có thể chạy thoát được, hoặc là có thể tránh được. Bị địch bắt lại giam giữ, trên chiến trường không chỉ dựa vào sự dũng cảm của dân thường mà có thể giành được thắng lợi. Đồng chí sai rồi. Ông sai rồi, tôi là người rất nguyên tắc. Tôi muốn chịu trách nhiệm với đảng, với nhân dân. Ông nhìn các ông xem, ngoài đánh trận còn có thể làm được gì? Chẳng có chút nguyên tắc chính trị nào cả. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ thất bại thôi. Khổng Tử viết: vào mùa lạnh nhất trong năm, lúc đó mới biết cây tùng cây bách tàn lụi cuối cùng. Dần dần ông sẽ biết. Chủ đoàn độc lập chúng tôi ngoài đánh trận còn có thể làm gì? Nhưng mà bây giờ không có thời gian tranh luận với ông. Đợi đưa bộ đội và nhân dân di chuyển tới nơi an toàn, ông muốn xử lý tôi thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận. Sư đoàn trưởng, báo cáo sư đoàn trưởng, tôi phát hiện một nhóm bộ đội Quốc dân đảng. Có khoảng bao nhiêu người? Khoảng binh lực của cả một trung đoàn. Bọn khốn này lúc nào không ra tay, chúng ta vừa mới xuất thành đã đuổi theo, đúng là nham hiểm mà. Sư đoàn trưởng, để Công Tử, tôi sẽ ở lại cản đường chúng, được không? Nhất định phải ra tay mạnh mẽ, không được hiếu chiến. Rõ. Phương Công Tử đi thôi, yểm hộ mọi người. Rõ.